trưởng khoa nghi say xỉn tông xe ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện làm việc với công an. Liên quan tới vụ việc tài xế ô tô có biểu hiện say xỉn, tông xe và lao vào giải phân cách ở khu vực quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đêm 20 tháng 11. Sáng nay 21 tháng 11, nguồn tin của phóng viên cho biết, người cầm lái chiếc xe nói trên là một trưởng khoa công tác lâu năm tại bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện đang cử cán bộ qua làm việc với công an để xác minh vụ việc, lãnh đạo đơn vị trên tiết lộ như đã thông tin khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 11, một người đàn ông ngoài 40 tuổi lái ô tô biển số 51G 24481 trên đường Cao Thắng quận 10 khi vừa qua khỏi ngã tư giao với đường 3 tháng 2, phường 12 quận 10, chiếc ô tô va chạm với một xe máy do cô gái cầm lái. Tiếp đến, ô tô kéo theo xe máy chạy tông ở giải phân cách ngăn giữa hai làn đường Cao Thắng. Sau tai nạn, nam tài xế rời khỏi phương tiện và bị người dân địa phương giữ lại đợi công an tới. Riêng cô gái đã kịp thời nhảy khỏi xe máy nên không bị thương. Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô, hai phương tiện hư hỏng nặng. Theo người đi đường, trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế lái ô tô bóc còi inh ỏi, có biểu hiện không tỉnh táo khi gây ra tai nạn. Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 10 đã khám xét hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.